Vậy là lúc trước khi mất là Dung có điện cho dì Tư hả? Có điện. Điện cầu cứu hay sao dì Tư? Điện cái điện nó điện hồi lúc 8 giờ mấy 9 giờ. Cái yeah. nó điện cái tôi bắt máy lên lúc nó đang nằm trong mùng. Cái bắt máy lên cái họ nó nói dì Tư ơi cháy cái hỏi cháy ở đâu? Cái nó nói gì nè, cháy lầu 2. Cái nói tính trong nhà trọ thì mình ở nhà trọ lầu 3 mà. Yeah. Cái nói cháy ở đâu cháy nhà trọ hả con? Cái nó nói không, con cháy chỗ làm dì Tư ơi, cứu con dì Tư mà nó sặc mới sặc khói á, yeah. sặc nó ho tực vậy đó. Yeah. Cái nói mà cháy ở đâu con? Cháy nhà ở chỗ làm con á dì Tư ơi, cứu con nghe dì Tư, cứu con nghe, cứu con. Cúp máy rồi không điện tới sáng không chết mất tiêu luôn. Tức là nó nói chỉ có mấy chục giây hay là sao? Có chút xíu à. Một chút xíu luôn hả? Ừ à. Mà tính đi chạy qua cho mẹ nó là lúc đó 8 giờ mấy gần 9 giờ rồi yeah. là nó sặc khói rồi cái yeah. Nó cúp máy rồi là điện nó xuống không ấy mấy đầu 11 giờ mấy mới chạy qua cho mẹ nó hay yeah. đó. Nó đi làm rồi nó nấu cơm tại vì mình không có biết nấu cơm. Nó nấu cơm cho mình không à. Ăn rồi hai cháu ở với nhà trọ ở rồi nó đi làm rồi nọ. Vậy dì Tư với Dung là ở chung nhà trọ hả dì Tư? Ở chung gần 6 tháng rồi, 5 tháng mấy rồi. Dạ. Yeah. Chung thường bé nó có nói gì không? Nó thường nó tâm sự nhiều đó. Dạ. Yeah. Nó tâm sự đồ này nọ, tính là làm giấy làm tờ xong là tính qua Tết rước nó qua bển. Dạ. Yeah. Cho nó làm với mình bển ấy. Dạ. Yeah. Nó nói dì Tư ơi giá nào cũng vậy trơn á, dì Tư cũng phải làm giấy cho con đi qua bển này đặng con làm nuôi con. Dạ yeah, làm ở đâu dì Tư? Làm Đài Loan. À, bây giờ mình lấy chồng Đài Loan. Dạ yeah, dì lấy chồng Đài Loan gì mới về hay sao dì? Về 6 tháng rồi. 6 tháng ha. Rồi dì đang ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Yeah, ở chung yeah. với nó đó. Dạ. Yeah. Tại về dưới này buồn quá ở không được. Yeah. Nên trở nở với nó. Ở đây mình thấy buồn quá à. Ừ, với mình lại mũi cắn con chịu không nổi. Ở đây mũi dữ lắm. Rồi cái xong cái hai dì cháu ở cái nó đầu lại là nó đi chỗ đó nó làm cái chỗ là cháy này nè. Yeah. Cái nó nói dì Tư ơi con làm cái chỗ này. Cái mình mới nói cái chỗ này là sao? Cái nó mới quay lên nó mới đưa cái YouTube lên đặng đi nó xả nó xin việc làm đó. Cái mình nói với nó gì nè, thôi con đừng có lại đây làm nha. Ở đây á nếu mà nó có cái gì á mình chạy không có được đâu. Yeah. Tại vì nó kín quá. Cái đầu cái nó nói chứ giờ con kiếm chỗ khác làm chỗ nào cũng xa hết trơn á. Lên đó xin hay gì hay người ta chỉ hiểu. Không nó lên cái mà cái gì Google á. Lên mạng. Nó xả đó, ừ yeah. nó xả đó, ừ cái đó đó. Mà nó đòi đi quán đó là 2-3 lần rồi mà mình không có cho nó đi. Cái mình mới nói là thôi quán đó làm nếu mà vậy tỷ mà mình không có nói là cái trái thôi, mình chỉ nói á nếu mà khách mà nó quýnh lộn đi hoặc là nó bắn lộn là con chạy không thoát đâu. Yeah. Rồi nó cái nó nói nó không ấy, nó không đi. Nó không đi rồi sao mà cái nó đi đó mà bữa đó về á là hai dì cháu dì về dì tư không cho Dung đi nhưng mà Dung cũng biết đi làm thì đó dạ yeah. không có tiền do không có tiền dạ tội nghiệp nó lắm tại mẹ nó nè làm nuôi mẹ nó với lại gì chứ cũng đâu có giúp đỡ gì được nhiều đâu yeah. tại vì còn chồng còn con nữa dạ yeah. Ừ. Sẽ có chuyện này chuyện kia ha. Ừ. Vậy là lúc trước khi mất là Dung có điện cho dì Tư hả? Có điện. Điện cầu cứu hay sao dì Tư? Điện cái điện nó điện hồi lúc 8 giờ mấy 9 giờ. Cái yeah. nó điện cái tôi bắt máy lên lúc nó đang nằm trong mùng. Cái bắt máy lên cái họ nó nói dì Tư ơi cháy cái hỏi cháy ở đâu? Cái nó nói gì nè, cháy lầu 2. Cái nói tính trong nhà trọ thì mình ở nhà trọ lầu 3 mà. Yeah. Cái nói cháy ở đâu cháy nhà trọ hả con? Cái nó nói không, con cháy chỗ làm dì Tư ơi, cứu con dì Tư mà nó sặc mới sặc khói á, yeah. sặc nó ho tực vậy đó. Yeah. Cái nói mà cháy ở đâu con? Cháy nhà ở chỗ làm con á dì Tư ơi, cứu con nghe dì Tư, cứu con nghe, cứu con. Cúp máy rồi không điện tới sáng không chết mất tiêu luôn. Tức là nó nói chỉ có mấy chục giây mấy hay là sao? Có chút xíu à. Một chút xíu luôn hả? Ừ à. Mà tính đi chạy qua cho mẹ nó là lúc đó 8 giờ mấy gần 9 giờ rồi yeah. là nó sặc khói rồi cái yeah. Nó cúp máy rồi là điện nó xuống không ấy mấy đầu 11 giờ mấy mới chạy qua cho mẹ nó hay yeah. đó rồi xong là điện tới sáng không có bắt đầu cái ba mấy kêu cha với mẹ nó là sáng đó đi lên chảnh coi sao tại vì có yeah. coi trên mạng nó thấy chết nhiều người quá sợ cũng giái cho nó đừng có sao đi mà ai ngờ đâu. Mà tới giờ cũng nó như chết. Là lúc mà Mỹ Dung điện cho dì Tư rồi dì Tư nó sặc khói rồi sặc khói là dì Tư điện lại cũng như là nó tắt máy rồi là dì Tư điện lại điện hết hoài được không được ừ, điện hết được rồi cũng như cái điện thoại vẫn reo liên tục luôn nhưng mà người không bắt máy dạ, điện tới sáng luôn lúc đó là chắc là Mỹ Dung đã xỉu rồi đã chắc xỉu nó sặc khói gì lắm
cái đợt nó làm quán bên kia cũng vậy nữa, nó bị tại vì nó đang làm giấy chứng minh, cái nó bị công an bắt, nó phạt nó 1 triệu, trong túi nó không có tiền, nó cũng điện nữa, dì Tư ơi cứu con nghe, dì Tư cái hỏi cái gì nữa vậy, cái nói công an bắt con mà con không có tiền, bây giờ nó đòi đưa lên công an phường, cái nói ừ để dì Tư qua, cái ngồi ngồi xe qua, bắt xe gáp đó ngồi qua, cái công an nó kêu đưa giấy ra ký tên, nó mới cho nhỏ về, tại vì nó trong mình nó không có giấy, nó đang làm giấy chứng minh, rồi cái về nói với mẹ nó, nói nó không có giấy chứng minh, nó đi làm khổ quá thôi đi về làm giấy đây, cái mẹ nói ừ sao không biết mà nó đi đó. Con ngồi đây nè, con đói bụng rồi, con đi ăn đi, con đói bụng con ăn ơi. Cõi đồ này ra gì Tư cõi cho để không sao hả. Rồi cái lúc mà cũng như là điện cho dì Tư rồi dì Tư điện lại không được, là lúc đó là dì Tư mới điện thông báo về cho gia đình hay sao dì Tư? Không, tại vì sợ mẹ nó lo, để tới 2 tiếng mấy mới cho mẹ nó hay. À, cũng như là mấy tiếng hồ sau dì Tư điện hoài là mới... Không, mấy... điện cho em nó trước. Điện cho con tại vì nó Mỹ Hạnh. Ừ, đúng rồi. Cái rồi lúc đó Mỹ Hạnh có chạy qua dì Tư không hay là sao? Không, dì Tư ở đây, tại vì dì Tư về đây làm giấy. À, dì Tư làm nó trên trển, rồi bắt đầu mới điện cho nhỏ này, kêu nhỏ này đi coi thử hay sao. Điện cho Mỹ Hạnh nha. Cái nhỏ này đi coi mà nhỏ này chạy qua bên đó xa lắm, tại vì nhỏ này ở tới quận 12 rồi. Rồi xong cái bắt đầu cái chạy qua bển không biết sao, cái đây nóng ruột quá nó chạy qua ghéo trai với mẹ nó. Là suốt đêm nó không ngủ luôn, tới bữa sau là không ngủ luôn gì đó. Rồi dì Tư có lên trên Sài Gòn không hay là dì Tư ở chỉ ở đây thôi? Nó chết rồi, chắc ở đây rồi, chứ ở trên Sài Gòn có mình thôi nè. Không có cái lúc mà không không có lên để mà tìm ha. Không, tại vì có con nhỏ. Dì Tư có con nhỏ đấy ha. Rồi có đứa 3 tuổi á, ảnh về chơi á. Mà nó từ nhỏ lớn ai cũng thương nó trơn á, sớm này ai cũng thương nó trơn, nó hiền lắm. Con cháu trong đám là nó hiền nhất luôn đó, nó biết người, nó biết lắm, nó biết lớn nhỏ lắm. Nó không bao giờ mà hỗn bậy mà cũng không có gì trơn á, nó thấy người xa xa là nó ghéo rồi, ai cũng thương nó trơn, sớm này ai cũng thương nó trơn á. Cũng như do gia cảnh mình nghèo khổ quá nên phải đi làm thôi á, gì Tư. Ừ, nó khổ lắm. Nghe nói là Mỹ Dung là trụ cột của gia đình đúng không? Từ nhỏ lớn. Mới có hai mấy tuổi mà lãnh trọng trách là nó làm nuôi gia đình không đó. Nó làm nuôi gia đình không đó. Tại vì mẹ Mỹ Dung cũng bệnh rồi, đâu có đi làm được đâu, rồi cha Mỹ Dung cũng vậy nữa. Bà bệnh xỉn rồi, bà thêm cái giò bà đó, đi nhà nhắc cái giò của ấy. Rồi chú là bị bệnh gì, ba Mỹ Dung? Bị bệnh cái gì đó? Sạn thận nữa hả? Sạn thận. Nhà đây mình có ruộng đất gì không chị? Không có gì chứ. Có lỗi cái nền này không hả? Có nền. Rồi kế bên là thấy có nuôi tôm này kia là của người ta ha? Của người ta, của... Dạ, thấy người ta gào được hết trơn rồi đó. Ta gào hết. Cái đường đi người ta còn không cho đi nữa. Trời ơi, vậy đó hả? Đường đi không cho đi rồi mình đi. Ta gào đã cho tắm cho đường đi. Sông nhỏ nhỏ này đấy ha. Ừ, cái sông nhỏ nhỏ. Dạ, thấy cái nền bị sụp hết trơn rồi kìa. Chưa có tiền để kè lại cái khu đó nữa. Sụp hết trơn à. Có cái nhà chỗ lỗi nhà. Dạ. Mà cái nhà này nhà nước cho dây cắt đó. Nhà nước cho dây hả? Ừ, trả hàng tháng đó. Cho dây diện hộ nghèo ha? Ừ, cho dây hộ nghèo đó. Chứ đâu có được cái nhà được vậy đâu. Thì hàng ngày thường thường là dì Tư có trò chuyện với Mỹ Hạnh không? Hai dì cháu ở trên chỗ này cháu trò chuyện hoài à. Dạ. Nó nói nhiều lắm. Thường thường là nói chuyện gì dì Tư? Có nói về cái vấn đề mà cũng như là cái điềm báo trước gì không? Nó nói nó nhầm khi nó buồn lắm nhưng mà nó bỏ không được con nó. Nó làm giá nào nó cũng phải lo cho con nó hết trơn á. Rồi cái nó nói này nó nọ cũng như mấy ngày trước á, chắc như là nó chăn trối gì đó. Nó nói con nếu mà con mà này nọ ha, chắc không biết như ý sống với ai. Đó, cái Tư mới nói mày nói bậy không à. Cái Tư mới nói dù cho cái cỡ nào đi nữa Tư cũng có nhiều thì Tư cho nhiều. Tại vì Tư cũng không có giàu hơn ai, nhưng mà nhầm khi có nhiều thì cho nhiều thôi chứ đâu có lo hết được đâu. Cái nó nói con biết à, cái này nọ cái cũng như mua đồ đạc cho con thì được, còn cho nhiều quá thì Tư cũng không có. Tại vì bên bển Tư cũng cực khổ mới đi làm mới có tiền tiền, cái đâu phải sướng đâu. Cái nó nói gì Tư rước con qua bển đi nha. Cái nói Tư làm giấy rước con đi. Hứa rồi xong đi bỏ Tư ơi. Cũng như tính là hai vị cháu tính là
Thời gian sau là rước Mỹ Dung đi Đài Loan. Đúng rồi, dạ, đi ra qua bệnh làm. Dạ. Dạ. Nếu mà qua được Đài Loan là cũng thay đổi cuộc đời rồi. Nhưng mà sao không biết nữa. Tại cái số tới đó mà biết làm sao giờ gì tới. Không, nó thích đẹp lắm. Dạ. Yeah. Nó thích đẹp lắm. Nó khoái đẹp lắm. Dạ. Yeah. Thì phụ nữ mà ai không có mơ ước được làm đẹp đâu. Ai cũng vậy thôi à. Yeah. Nó đẹp gái đó. Yeah. Đẹp gái đó. Mà nó cười có duyên đó. Dạ. Yeah. Dì Tư có hình Dung không dì Tư? Có mà. Có hình nó nhiều lắm. Dạ. Cái hình Zalo gì đó. Có hình không? Nó đẹp lắm. Nó lấy hình, nó đưa lấy điện, nó đưa. Mấy anh này coi hình chế gì coi. Điện thoại. Ừ, điện thoại tao heo nó chơi. Tướng Dung như Hạnh không? Không, nó bự hơn. Bự hơn ha, cao hơn ha. Với lại cái đùi nó hơi bự. Cái đùi nó bự. Heo ơi, con đưa cái điện thoại cho mẹ ai con. Hiền lắm. Nó hiền lắm. Hiền mà biết lắm, biết chuyện. Mà hạng yếu gì vậy? Từ hồi về được có 200 năm lận nhà mất cho cả ngoại mình hết trơn luôn. Dạ. Không có luôn, còn là bạn cái con lần cuối thiệt. Nó dịp đúng không? Con lần cuối đó. Nó khoái đẹp lắm. Dạ. Hình của Dung nữa ha. Ừ, nó khoái đẹp lắm. Tức là đây là Facebook của Dung hả? Ờ, Facebook của nó. Dạ. Hình này ha. Nó hay gì cháu ở chung. Cái này nè. Đây là chụp hình gì chắc về nhà lúc về nhà chụp hình quá hả? Không, ở trên chảnh, rước mẹ nó lên chảnh chơi. Có rước lên chảnh chơi nữa ha. Ừ. Dạ. Đây nè. Rước mẹ nó lên chơi đó. Dạ. Dùng ở ngoài nhìn chắc xinh lắm á ta. Xinh đẹp lắm. Dạ, xinh đẹp. Dạ. Đẹp gái đó. Nhìn mặt gì vậy chắc giống gì Tư quá. Nè. Zalo. Có, nó có Zalo nữa. Dạ. Zalo có. Dạ, đây nè. Nó có Zalo nữa. Chụp hình nữa ha. Chị lưu về chị gửi rồi bên cái máy cho. Dạ. Không bảy sáu. Dạ, Phan đem lưu lại. Cái hình quả trên cái mã này là không có giống nó ấy. Không bảy sáu anh. Dạ. Dạ, anh thấy anh. Dạ. Rồi. 880. 880. 3 số 8 số 4. 88 3 số 8. 1 số 4. 3 số 8. Ừ, nó đi làm nó bới đầu không à. Làm nó bới đầu không à. Ừ, nó bới đầu không à. Nó bới đầu. Ừ, để mình gọi. Nó bới đầu không à. Đây là chỉ có một tấm này nè. Dạ dạ. Đó là lúc ốm đó, lúc bây giờ đó. Lúc giờ ha. Dạ. Yeah. Đi làm là mặc đồ gì không đấy ha? Ừ, nó đi làm nó mặc đồ gì. Đi làm là mặc đồ này cũng ha. Cái này là nó đi làm hồi đó là nó đi làm ấy. Dạ. Yeah. Ừ, nó làm bên má mì rồi cái sau này không có đủ tiền. Dạ. Nó mới xuống ngồi bàn. Dạ. Làm má mì lại không có tiền hả? Ừ, nó làm công ty ấy chỉ còn tháng nó coi cho có 8 triệu à. Rồi xong cái bắt đầu cái nhầm khi có tiền bo, rồi cái không đủ nuôi con rồi mẹ thiếu nợ quá rồi không phải đóng tiền tháng nữa. Rồi cái nó mới xuống ngồi bàn đó chứ hồi đó nó là nó dắt đạo má mì. Nó làm má mì á. Bởi vì nó bằng áo quét không à. Dạ. Má mì thì mặc đồ này. Ừ, nó làm má mì. Rồi không đủ đó, nó mới xuống ngồi bàn đó. Ngồi bàn thì tiền nhiều hơn. Ừ, ngồi bàn tiền nhiều. Nó làm má mì là nó làm thoải mái lắm. Hả? Thì cái lúc này nó làm má mì nè. Không có tao điệp ấy xuống nè, tao gửi hình lúc cho. Má mì là bận đồ quét gì đó ha. Bận đồ quét không à. Ăn cơm đi, tôi ăn rồi. Ừ. Chị em đi ăn đi. Nó
ít tiền quá nên là chuyển ngồi bàn. Bạn xuống ngồi được có 2 bữa rồi đi luôn rồi ha. Ngồi bàn được 3 bữa. 2 bữa à? 2 bữa à, bữa thứ 3 cháy rồi. Bữa thứ 3 là cháy rồi. Dạ. Yeah. Xui quá, xui. Ừ. Ở trong phòng đó đó. Má mì là mặc đồ vest không mà đâu có mặc đồ. Má mì đi ngồi khác thì mặc đồ lịch sự. Mặc đồ vest không à? Dạ. Đồ vest. Dạ. Có đem về nữa hả? Ờ. Ừ.